3. Đạt được pháp vô tướng, đạt là thông đạt. Thông đạt tức là minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch pháp vô tướng. Pháp vô tướng là gì? Tức là thanh tịnh bổn nhiên, diệu trần như tánh. Thanh tịnh bổn nhiên tức là thanh tịnh, không cần tăng hoặc giảm, tức là không tăng không giảm. Pháp vô tướng là chẳng chấp trước tất cả tướng. Làm thế nào không chấp trước tất cả tướng? Làm thế nào để hai hạnh vĩnh tuyệt? Thì phải diệu ngộ đều mãn. Nếu diệu ngộ đều mãn thì hai hạnh đều dứt hẳn, cũng đạt được pháp vô tướng. Đó đều có quan hệ với nhau. 4. Trụ ở Phật trụ. Phật trụ ở từ bi, tùy thời lợi ích cho chúng sinh. Phật lại thường ở thánh trụ, thiên trụ, phạm trụ. Thánh trụ là gì? Thánh tức là bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát. Các ngài trụ ở trong tất cả tam muội. Thiên trụ là gì? Người trời trụ ở trời lục dục, có bố thí, chỉ giới, thiện tâm, ba việc, tức là thiên trụ. Phạm trụ là gì? Trụ ở sắc giới hoặc vô sắc giới, có vô lượng tâm, là phạm trụ. Phật trụ là gì? Tức là dùng bình đẳng đại bi luôn luôn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tức là Phật trụ. 5. Được Phật bình đẳng, chứng được thanh tịnh bổn nhiên, diệu trần như tánh, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều là diệu hóa vô ngại, không thể nghĩ bàn, cho nên đắc được Phật bình đẳng. 6. Đến nơi chẳng có chướng ngại, tức là chứng được cảnh giới vô chướng ngại. Làm thế nào đạt được cảnh giới đó? Phải tu hành, tu lục độ vạn hạnh, dùng giới định huệ để đối trị tham sân si. Nếu chẳng có tham sân si thì chẳng có chướng ngại. Chúng ta từ vô thỉ đến bây giờ, tại sao chẳng thành Phật? Vì chẳng tiêu diệt sạch tham sân si ba độc. Hàng ngày chúng ta nói xin tu giới định huệ tiêu diệt tham sân si, có thể đổi chữ siêng thành chữ lười. Như vậy thì đổi thành lười tu giới định huệ, tức chẳng trì giới, cũng chẳng tập định, càng chẳng tu huệ. Tự mình lừa gạt mình nói hôm nay giải đãi một ngày, ngày mai nhất định xin tu giới định huệ, đến ngày mai lại thiếu ngủ, tinh thần chẳng đủ, lại hẹn ngày mai nữa, nhất định sẽ xin tu giới định huệ, ngày mai, ngày mai, ngày mai. Một đời ngày mai đều trôi qua, kết quả chẳng xin tu giới định huệ, cho nên đổi thành lười tu giới định huệ. Lười tu giới định huệ thì không thể nào tức diệt được tham sân si. Đổi chữ tức thành chữ bất không, biến thành không diệt tham sân si. Ba độc đó càng nhiều càng tốt. Bất cứ gì cũng đều tham, vĩnh viễn chẳng nhàm chán. Tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham hưởng thụ, tham chẳng đặng, thì sinh tâm sân, có tâm sân thì khởi oán hận. Tư tưởng này sinh ra rồi thì sinh tâm ngu si, có tâm ngu si thì phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Như thế thì chẳng thể nào được giải thoát. Nếu xuyên tu giới định huệ thì diệt được tham sân si, như vậy thì chẳng có chấp trước bèn được giải thoát, chẳng có chướng ngại mới là chân chánh đắc được tự tại. 7. Không thể chuyển pháp, tức là giáo nghĩa nói ở trong hết thảy kinh điển, ngoại đạo phá hoại chẳng được. Tóm lại, chẳng bị tà tri tà kiến ngoại đạo luận bậy làm dao động. Câu kinh văn này đặc biệt cường điệu, tuyệt đối chẳng bị ngoại đạo tà thuyết làm dao động, nhất là người chẳng có định lực phải cẩn thận, đừng để rơi vào đường tà. Tóm lại là thọ tam quy y trong Phật giáo rồi, thì không được tin bất cứ đạo nào khác. Người có tín ngưỡng tôn giáo thì đều hướng thượng, nhưng phải tin giáo lý, có trí huệ, có chân lý. Nhất định phải có trạch pháp nhãn, phải lựa chọn pháp để tu hành liễu sinh thoát tử. Như thế mới không chịu khổ trong sáu nẻo luân hồi nữa. Nên nhớ, nên nhớ. Đừng bị cảnh giới lay chuyển mà phải chuyển được cảnh giới. 8. Sở hành vô ngại, tức là hết thảy hành vi chẳng có chướng ngại. Những việc làm, những điều mình thấy, bất cứ cảnh giới gì đến đều không bị lay chuyển. Gặp cảnh giới nghịch thì phải chuyển cảnh giới, gặp cảnh giới thuận cũng phải chuyển cảnh giới. Như thế mới có thể quay lưng trần lao mà hợp với giác ngộ, bằng không sẽ chuyển theo cảnh giới, cùng trôi chảy với ô hợp, thì quay lưng giác ngộ mà hợp với trần lao. 9. Lập bất tư nghỉ, giáo lý của Phật nói đều bất khả tư nghỉ, do đó có câu, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, nghĩa là lời lẽ đã dứt bặt, chỗ tâm niệm không còn nữa. Muốn dùng lời để nói cũng nói chẳng ra, muốn dùng tâm để niệm suy tư cũng chẳng cách chi suy tư, con đường lời nói đã đoạn rồi, nơi tâm muốn hành cũng chẳng còn nữa, đó là bất khả tư nghỉ,
Do đó có câu, miệng muốn nói mà từ ngữ đã mất, tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Miệng muốn nói mà nói chẳng nói ra lời, lời lẽ đã chẳng còn nữa. Tâm muốn phàn duyên mà niệm lự đã chết rồi, đó tức là bất khả tư nghị. Mười thấy khắp ba đời, tức là thấy khắp cảnh giới đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai như ở trước mắt. Bất cứ sự tướng hoặc lý luận đều nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng sai lầm. Thấy khắp là trên thấy vô thủy, dưới thấy vô chung, vô thủy vô chung, không trong không ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng đến chẳng đi, đó tức là cảnh giới thấy khắp. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đều còn một đời nữa sẽ được bổ xứ Phật vị, đều từ phương khác cùng nhau vân tập đến. Ở trước là nói về Phật có 10 tứ đức hạnh, bây giờ lại nói có rất nhiều đại Bồ Tát tụ tập lại. Có bao nhiêu? Có các vị đẳng giác Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Những vị đại Bồ Tát đó đều còn một đời nữa sẽ bổ xứ Phật vị. Các ngài đều chờ nhân duyên chín mùi sẽ lập tức thành Phật, như Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Bồ Tát, tức là hậu bổ Phật vị. Hiện nay đang ở nội viện cung trời Đâu Xuất, đợi nhân duyên đến sẽ sinh xuống nhân gian thành Phật. Một đời có ba ý nghĩa. Một, hàng sinh từ trời Đâu Xuất sinh xuống, một đời bổ xứ mà thành Phật. Hai, một đời ở trên trời sau đó sẽ thành Phật. Ba, một đời ở nhân gian đến nhân gian hậu bổ vị Phật. Một đời lại có bốn lối nói. Một, phương tiện biến dịch sinh tử. Hai, nhân duyên biến dịch sinh tử. Ba, có biến dịch sinh tử, có đời này, có đời sau, có đời trước, có đời nay. Bốn, chẳng còn biến dịch sinh tử, chẳng còn sinh tử. Do đó có câu, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Những vị Đại Bồ Tát đó đều đã chấm dứt sinh tử, một đời bổ xứ sẽ thành Phật. Hiện tại, các vị Đại Bồ Tát đó đều từ mười phương đến Điện Phổ Quang Minh, gần gũi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người cùng tụ hội lại với nhau. Khéo quan sát khắp các cõi chúng sinh, pháp giới, thế giới, cõi Niết Bàn, các nghiệp quả báo, tâm hành thứ lớp, tất cả văn nghĩa, thế gian xuất thế gian, hữu vi vô vi, quá khứ hiện tại và vị lai. Các Đại Bồ Tát đó đều đã chứng được thánh vị, đều đắc được diệu quán sát trí, cho nên khéo quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh đó. Do đó có câu, trồng nhân thì kết quả, nhân như thế nào thì quả như thế đó. Nếu có tâm tham thì làm chúng sinh ngạ quỷ, nếu có tâm sân thì làm chúng sinh địa ngục, nếu có tâm sân si thì làm chúng sinh súc sinh, chúng sinh giới vô lượng vô biên. Nhưng nghiên cứu về nhân duyên của chó, tại sao lại làm chó? Vì nó có tâm tham sèn chẳng xa bỏ, làm chó rồi vẫn thế chủ nhân giữ của. Còn nhân duyên về gà thì sao? Tại sao lại làm gà? Vì nó thích nói dối. Nó sinh ra trứng rồi bèn kêu quá lớn, tiếng tàu là quá đại, quá đại. Ý nghĩa là trứng của tôi đặc biệt lớn hơn hẳn những trứng khác, đó là gạt người, cho nên nó phạm tội nói dối. Kỳ thật nó tạo tội lỗi rất lớn, cho nên nó ban ngày nói ra quá thác quá đại, quá thác quá đại, quá lầm quá lớn. Tóm lại, mỗi chúng sinh có cá tính khác nhau, ngựa bò dê gà chó heo đều có nhân quả khác nhau. Những vị Đại Bồ Tát đó, một khi quan sát nhân duyên của chúng sinh, thì biết được nhân quả của chúng sinh đó, vì sao mà làm chúng sinh đó. Làm chúng sinh đó rồi thì mê pháp giới. Pháp giới là tự tánh nguồn gốc thanh tịnh. Vì một niệm hồ đồ mà đến thế giới này, chúng sinh trong thế giới giống như hạt bụi lơ lửng ở trong hư không, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống, lúc lên trời lúc ở địa ngục, lơ lửng phiêu dạt, tùy theo nghiệp lực mà thọ quả báo. Nếu phát tâm Bồ Đề, nhận chân tu hành, thì sẽ chứng được thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn, sau sẽ không còn lưu truyền ở trong sinh tử luân hồi nữa. Hết thảy tất cả nghiệp báo, tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác, thọ nhân quả thiện, nhân quả ác, đủ thứ sự khác nhau. Trong tâm muốn làm nghiệp chướng đều có thứ lớp, cái này trước, cái này sau, trước thọ quả báo, sau thọ quả báo. Tóm lại, trước làm nghiệp gì thì trước thọ quả báo đó, sau làm nghiệp gì thì sau thọ quả báo đó. Như vậy mê đi mê lại, mê đến chẳng giải thoát được. Nếu như một ngày nọ có chúng sinh gặp tất cả kinh điển
Trong kinh bao hàm tất cả vô thượng diệu pháp, tức là tất cả văn nghĩa, do đó bèn đắc được pháp môn xuất thế. Ở trong thế giới này vượt ra khỏi thế giới, chẳng phải lìa khỏi thế giới này mới ra được thế giới. Tóm lại, ở trong thế gian này mà ra khỏi thế gian, Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng, Phật Pháp ở tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Bạn muốn ra khỏi thế gian, bạn muốn thành Phật thì phải giác ngộ ở trong Pháp thế gian. Nếu giác ngộ rồi thì sẽ ra khỏi được thế gian, chẳng phải lìa khỏi Pháp thế gian để đi tìm cầu Pháp xuất thế bên ngoài. Lìa khỏi thế gian tìm bồ đề thì giống như tìm sừng trên đầu con thỏ, như tìm lông trên lưng con rùa, cũng như vậy không thể nào được, vĩnh viễn tìm chẳng được. Cho nên Pháp xuất thế bao quát ở trong Pháp thế gian, bồ đề bao quát ở trong phiền não, không lìa khỏi phiền não mà đi tìm bồ đề bên ngoài. Nếu lìa khỏi phiền não cũng chẳng có bồ đề, do đó phiền não tức bồ đề. Dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được tức là phiền não. Tôi thường nói, bồ đề là nước, phiền não là băng, dòng nước chẳng phải băng, băng chẳng phải nước, nước đông lại kết thành băng, băng tan ra thành nước, băng nước một thể mà tác dụng khác nhau, phiền não và bồ đề cũng cùng một đạo lý đó. Băng là do nước thành băng, nước là băng tan mà thành nước. Nếu chúng sinh giác ngộ, tức là Phật, nếu mê hoặc, tức là chúng sinh, do đó có câu, tùy tên gọi của chúng sinh và Phật khác nhau, nhưng tự tánh giống nhau, bổn lai là một, đều có tánh Phật. Pháp hữu vi thì có hình có tướng, có sở tác. Pháp vô vi là pháp chẳng có hình, chẳng có tướng, vô sở tác, song hữu vi, hữu tận, vô vi, vô tận. Những vị Đại Bồ Tát đó đắc được đại trí huệ, quá khứ tất cả Phật Pháp cũng biết, hiện tại tất cả Phật Pháp cũng biết, vị lai tất cả Phật Pháp cũng biết. Có người nghe được câu Phật tức là chúng sinh tức là Phật, rồi thì họ cảm thấy rất cao hứng, nói tôi tức là Phật, bèn đi kêu mọi người gọi họ là Phật, đừng gọi tên của họ. Tin này loan ra rồi, có người gọi họ là Phật, cũng có người chẳng gọi họ là Phật. Họ bèn nổi giận hỏi rằng, tại sao ông không gọi tôi là Phật, tôi chẳng khách sáo đối với ông. Người đó nói, vì đối với người chẳng khách sáo, chẳng đủ tư cách làm Phật, cho nên tôi không gọi ông là Phật. Đối với tất cả chúng sinh, đều có tâm từ bi, đừng có nóng giận. Ông muốn làm Phật thì trước hết đừng có nóng giận, đừng có phiền não. Bây giờ ông còn nóng giận, còn phiền não, cho nên ông vẫn là chúng sinh. Từ đó về sau ông ta nhận chân tu hành, tuyệt đối chẳng nóng giận nữa, quả nhiên chứng được Phật vị. Phật là bậc thánh nhân, có đạo đức chân chánh, chẳng có tâm ích kỷ, tâm cầu danh lợi, chẳng có tâm chấp trước. Tuy nhiên nói chúng sinh là Phật, nhưng phải đoạn tuyệt chấp trước mới có thể thành Phật, cho nên mới nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Chúng ta nên nhớ đừng hiểu lầm chúng sinh là Phật. Phật thì từng bước tu hành mà thành. Nếu chẳng tu hành, thì dù đến lúc nào cũng vẫn là chúng sinh. Nếu tu hành trở về cội nguồn, thì sẽ chân chánh khai ngộ chứng quả liễu sinh thoát tử. Đến được trình độ ba giác tròn vạn đức đầy, thì mới là ông Phật thật.